Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một cái siêu phẩm mới nhất của anh chàng Binzy và Tulliver 021 đang làm giám khảo rap Việt, là đang King of Rap rồi, nhưng mà vẫn ra một cái sản phẩm để coi như thế nào. Hiện tại Big City Boy cũng như Binzy có thể coi tạm thời là rap Việt hiện tại trên mặt đại chúng, còn underground rap thì mình vẫn nể hơn là Nguyễn Vũ Sơn và The Marcus. Coi bài hát gì đây? Wow, đang ngồi trong bóng tối giống như là thám tử, chiếu một cái đèn vàng từ trên xuống dưới, đủ ánh sáng không? Cái đèn bên cạnh thì không bật mà có cái đèn từ trên xuống dưới. Âm thanh hơi ghê rợn. Chúng tôi đã bắt đầu từ số 0 mà đã nhảy lên số 21 rồi. À, đang nói là Vietlott hả? Vietlott vừa nhảy lên số mấy rồi? 47 tỷ rồi phải. Sinh ra lớn lên trong một cái thị trấn nhỏ Gia Lai. Văn phòng ngầu vậy ha? Có phải văn phòng thật sự của Binzy không? Binzy the Poet, nhà thơ, 12 tuổi mua vì nhau. Lại vừa ăn vừa việc, 12 tuổi ra khỏi nhà. À, chắc đang nói là Cường Đô La hả? Hoàng Anh Gia Lai hả? 12 tuổi mà ra khỏi nhà, sống ở nước ngoài thì phải là nhà có gia thế, có điều kiện mới được. Cái bàn này không phải giống như một nhà thơ hay nhà rap, mà giống một cái bàn của một kiến trúc sư. Những bản vẽ A0 trên bàn và bút chì. 15 tuổi hình xăm thứ nhất. Trên tay cái hình xăm gì xăm? Tinkle Star, mắt kính, headphone, máy ảnh, mastic, bathroom. À, thực sự ảnh là kiến trúc sư hả ta? Chắc là dân kiến trúc sư, đọc kiến trúc sư nhưng mà ra nghệ thì lại làm rapper. Đang viết kìa. 21 tuổi làm gì? Vừa tròn 16 đem tim đi trao. Thực sự một thằng con trai 16 tuổi mà đem tim đi trao thì có trẻ không? Có ai quan tâm không? Thường 16 tuổi thì sẽ có chứng tích thứ nhất chẳng hạn, make love, trải nghiệm lần đầu tiên quan hệ này nọ. Là thầy vui bây giờ, mình 16 tuổi chưa có được quan hệ đâu. Ồ, văn phòng gì giống như nước ngoài, FBI à. Đơn phương nên chỉ biết đứng nhìn từ xa. 16 tuổi mà chỉ yêu đơn phương vậy à, chắc chưa có chuyện ấy kia. Tình yêu thơ mộng ban đầu thôi, thì mình mới lớp 1 là đã gì viết thư rồi, theo về nhà nấu ăn, ăn trưa, ngủ trưa rồi. Ai vô đưa vô văn phòng cái gì đây? Đơn phương. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên. Ồ, ai quăng vô mặt vậy? Trời ơi, ông chủ à, boss à? Đâu đi tình đâm, boss quăng vô mặt. Kiến trúc sư không vẽ mà chỉ lo ngồi viết rap viết nhạc hả? Dung Boy mới được viết vì tình yêu ra sao? À, đầu tóc ảnh trong này đen, còn trong rap Việt thì ảnh màu mè lắm. Mặt ảnh cũng hơi giống thám tử đó, mặc áo hơi giống thám tử. 17 tuổi thì làm sao? Tình yêu đầu tiên, bắt đầu từ số 0. Ngay sau đó biết được luôn, sao là đâu? À, bài hát này nói về biography của Young Boy, Never Broke Again. Young Boy Binzy, Never Broke Again à? Cái gì á? Combat This. Ta mơ về danh vọng, những điều xa xỉ, vật chất và danh tiếng, đỉnh cao tên tuổi trên YouTube, champion trên tay, quanh ta là hoa mỹ. Wow, biến thành hoàng tử Joker Phoenix, Joker Joaquin Phoenix. Đầu tóc màu hồng hồng đỏ đỏ giống như Joker. Bên trái là model, bên phải là ca sĩ. Wow, bên trái là model, bên phải là ca sĩ. Trên Facebook và trên Twitter là Châu Bùi. Bên trái là Wowie, bên phải là Karik, Suboy. Và phía trước mặt là Trấn Thành. Ồ, ai giống Ngọc Trinh quá vậy? Trái là model là Ngọc Trinh hả? Hoàng thượng ngồi trên ngai à. Có cái ghế này mấy ông bộ chính trị ông ghiền lắm nè. Ông gì? Có một ông cựu bộ chính trị về sắm cái ghế đó ngồi giống như trên ngai đó. Có một cái ước mơ thầm kín ta đây lên ngai vua. Đèn trần lung linh, lâu dài bằng Versace. Ồ, Versace. Cái thảm chùi chân cũng là D&G, Dolce & Gabbana nè. Mua binh Pháp về. Ồ, quất cái này. Đường đua F1 chuẩn bị khai trương ở Hà Nội. Dân chơi Hà Nội. Formula One. Ta không mơ là hero nên không cần diệt ác. À, cái cờ Binzy luôn hả? Cô nàng múa này à. Trong Big City Boy có một cô nàng múa rất là sexy, Rimatis gì đó. À, mình để ý mới chỉ nghe một hai bài hát đỉnh của Binzy thôi thì anh ta chưa nhắc tới hater. Còn tất cả rapper nào bước vô con đường rapper để bắt đầu chửi hater hết á. Không có hater thì làm sao có rapper được. Chỉ mơ đặt việc rap lên trên The World Maps. À, giống như Đặng Lê Nguyên Vũ rồi đã. À, đây là một dân chơi Đặng Lê Nguyên Vũ nè. Đặng Lê Nguyên Vũ là muốn đưa khởi nghiệp quốc gia và thương hiệu quốc gia lên trên bản đồ thế giới. Cà phê. À, áo này của Mỹ Tâm. Đúng cũng thành sai nha. Đam mê lột xác thình Mỹ Tâm à, không phải. Cái áo Yves Saint Laurent là y chang Mỹ Tâm mới vừa mặc trong cái đúng cũng thành sai đó. Đam mê lột xác thành gì? Tin nhận bài hát nằm trên top trending thế giới. Output global của anh đó. Hồi trước anh cũng tranh cãi với Suboy anh à. Anh cũng có output global vậy. Anh làm cho anh. Anh cho anh cái output global đó. New York này, quảng trường Square, quảng trường nội đại. Clip này mua lấy hay là tự tới đó quay?
trên quảng trường thời đại Times Square. Hiện tại thì các hồng quốc BTS và Blackpink đang thống trị ở các châu lục khác. Ước mơ được lên billboard trên Times Square đó. Giật mình dậy phải đi làm, tối mới về beat vẫn trôi trôi on repeat trong tai nghe, trong biết về mơ mộng bô vơ những ngày ta trẻ. À phải nói về kiểu Đen Vâu là ta viết về mơ mộng, ta mơ về những ngày ta trẻ. Đưa nhau đi trốn. Đen Vâu không dám thi ra việc, à cũng không cần thi ra việc. Đen Vâu có chỗ đứng riêng rồi, thương hiệu riêng rồi, còn một con đường khác rồi, đi lên từ công nhân quét rác. Chắc là đỉnh. Đen Vâu never give up, dù trong lòng biết rõ cũng chẳng có một ai care. Ủa Tuliver phải không? Vì trước cái Big City Boy thì Tuliver chỉ xuất hiện nhá nhá ngồi trên cái ghế và hát thôi. Còn phòng đầy những tờ giấy nhầu nát của những bản rap đã bị vứt vô sọt rác, không biết thay cảm xúc bằng thứ nào khác. À Tuliver đang ngồi bên ngoài viết rồi xóa những giai điệu không hay, sẽ dành trọn đời rượt đuổi kiệt tác. Hãy làm ra tác phẩm chứ đừng ra làm ra sản phẩm. Bên cái phòng màu xanh như lọ hoa mất cỡ chỉ thích được khép lại. À trong rap Việt anh có nói câu là anh rất là phải rất là cố gắng lắm đến chính động viên chính mình mới dám bước ra khỏi vùng an toàn. Lọ hoa mất cỡ, nghệ sĩ thua kém mình, nhưng có thể vì vậy nên ta được làm chính mình, ta không cần phải bước ra, không phải phải hướng ngoại, làm chính mình, làm lọ hoa mất cỡ. Hold on, nắm lại, nắm thời gian lại, thời gian ngừng trôi. Giống trong Harry Potter quá. Hold on, hay là trong Matrix. Hold on, nắm lại trong bắt đầu tất cả mọi thứ bất động và đi qua. Loser, give up. À, Tuliver đó, Tuliver phía sau. 10 năm trong trò chơi rap này, nhưng dù sao ta vẫn không thể nào dừng lại được. Cho dù biết con đường mỗi ngày ta làm nói lảm nhảm điều này vẫn chưa có kết quả, nhưng mà ta vẫn không dừng lại được. Có phải đó là một cái nghiện không, cái đam mê không? À, màu sắc MV rất là màu hồng. Anh nhắn đến ngôi sao Elon Musk sẽ nhắm đến sao Hỏa. Đội ngũ kỹ sư Elon Musk nói là chúng tôi chỉ mới nhắm tới mặt trăng thôi, ông đã nhắm tới sao Hỏa rồi. Cho nên tham vọng ông rất là dữ. À cái giai điệu điệu nhạc là rất là dễ thương, dễ nghe, giống như Big City Boy. Thì nãy giờ mình để ý vô cái lyric thì mình phân tích cái lyric ảnh thôi, nhưng mà thật sự cái giai điệu cũng rất là dễ nghe, có thể nghe đi nghe lại được. Tên anh trên Hot Topic Top 1 Trending. Bữa trước ra Big City Boy là trong một đêm đã lên trên Top 1 Trending Việt Nam và Top mấy Trending thế giới, Trending Mỹ đó. Nhưng mà hiện tại thì mới debut ra mấy tiếng thôi, chưa có Top 1 Việt Nam. Và cái gì nữa, trước thì có một anh chàng làm grill á, niềng răng ca sĩ làm grill, thì đã nhắn tin chúc mừng, DM chúc mừng, thích em thì DM, nghiện em không thể nào cay. Hiện thuốc thì có thể lào cai, nhưng người em không thể nào lào cai. Chưa lên Top 1 Trending là chưa có thỏa mãn được cái ước mơ của một đời người, một nghệ sĩ liên tục drop hết giờ quảng cáo. Giờ phải có quảng cáo vô được. Hèn gì có nguyên cái MV này, cái màu hồng đỏ của cái thương hiệu đó. Wow, bước xuống xe gì đây? Alphard, Toyota Alphard, xe 4 tỷ, 6 tỷ gì. Tuấn Hưng mới mua cho vợ đó. Hit the club, bước xuống xe có người đón. Giờ ca sĩ đi rất là nhiều, có tiền hô hậu ổn, nhiều thiết bị, không gian rộng thì đi cái xe Toyota Alphard đó thì nó cảm giác nó thoải mái, rộng rãi, sang trọng, ngồi ghế sau không còn phải ngồi ghế lái nữa. Còn có gia đình thì sẽ lái chở gia đình vợ con đi chơi, giờ đi diễn ở các club rồi đó. Nội VIP không cần tên, thẳng vào trong. Anh không cần tên vì cái mặt anh là cái tên, mặt anh chiếm sóng toàn bộ xã hội rồi. Không cần tên, đeo kính đen, hát về cuối mem là one more song, baby one more time, Britney Spears. 10 years in the game, been see so. Anh chỉ vào việc, anh không hàn huyên, anh không liên thiên, anh không lòng vòng như mấy anh Hải Phòng. Anh hơi mạo hiểm nhưng không xạo em, có phải nhắn với Châu Bùi không? Châu Bùi hồi trước quen được cao, được cao hôn anh em nào đó rồi Châu Bùi chia tay. Anh không tạo nghiệp, anh chỉ tạo trend. Oh my god, này bắt trend dữ, tạo nghiệp à, khẩu nghiệp à. liếc nhìn. Tạo trendsetter không phải trong fashion thời trang như Ngọc Trinh. À, Ngọc Trinh cũng là mua đồ lại thôi, Versace này nọ. Anh chỉ tạo trending trên YouTube. Quảng cáo quá, MV này quảng cáo quá. Đập cái vô mặt mình cái thương hiệu đó hoài, em dễ thương. Anh thả thính luôn em dính chưa, lướt qua quận nhất anh như rap star, gangster rap ngồi trên chỉ lên sân khấu của trống đồng. Sân khấu trống đồng giờ xuống quá, hồi xưa tới thời của mình chưa có nhiều cái mạng xã hội này thì sân khấu trống đồng rất là đỉnh. Bước qua thì sáng đèn mỗi đêm và hoạt động rất là nhộn nhịp. Sài Gòn từ cuối tuần đi ra tạt vô mua vé ca nhạc rồi coi ca nhạc hệ lịch kịch cải lương. Lướt qua quận nhất anh như là rap star, trên đường Baxter Pink Candy on then fast car màu hồng hết. Nhắc tới hater rồi thì số không anh đã trở lại số 1 và để hater lại phía sau. Anh cách xa.
Rapper nào cuối cùng phải nhắc tới hater hết. Rapper living with hater, rapper hater hater hater. Nhạc pop bình thường chỉ nói về tình yêu thôi, hay là nghiệp chướng bùa ngải gì đó, nhưng mà trong rap thì luôn luôn phải nhắc tới hater. Còn hater trong nhạc pop và nhạc sĩ, những ca sĩ bình thường khác thì không nói tới, chỉ nói về tình yêu tình báo thôi. Anh cách xa hater rồi, hater bye bye. Hater là những rapper khác ấy. Đưa qua quận nhất, anh như rap star. Cái đỉnh vẫn là quận nhất Sài Gòn, đô thành hoa lệ, hay đỡ hay đỡ. Mọi thứ đều bắt đầu từ số 0. Đó, chỉ ngón tay này là ngón tay này là ngón tay thô tục đúng không? Oh my god, ngón tay thô tục nè. Climax orgasm clitoris, cực khoái cực khoái cực khoái. Hét vô mặt. À, bỏ việc kiến trúc sư đi làm rapper hả, phải không? Có phải 10 năm ở nước ngoài là học về kiến trúc sư không? Rồi, King of Rap hiện nay cởi áo ra từ Big City Boy, có nhiều cái ngôn ngữ vùng miền. Mình vẫn cảm giác là cái bài hát Big City Boy mà Breaking the Ice là tạo nên cuộc cách mạng, tạo nên bài hit của đời ảnh, thì nó vẫn hay hơn cái bài này. Bài này chỉ là đi sau thôi, và tiếp tục giữ cái hào quang cũng rất là khó. Lên đỉnh hào quang bằng cái bài hát phá vỡ thị trường đó đã khó rồi, nhưng mà bài này giữ vững hào quang thì cố gắng, chứ vẫn chưa đỉnh bằng bài số 1 Big City Boy được. Ok, chúng ta vừa mới coi cái hit mới của Big City Boy, Big City Girl. Mai mốt có ra bảo vệ thương hiệu của Big City Boy không chứ? Có những cái quán nó sẽ lấy tên là Big City Boy, và những cái cà phê hay những cái thương hiệu nó lấy, có bị lấy bản quyền không? Anh chàng Bin Tapuet, cái phòng thu ảnh cũng rất là ngầu, dây điện cắm và trang trí rất là nhiều đồ chơi hoành tráng. Có hình Che Guevara nè ha. Che Guevara là cộng sản, nhưng mà hút thì hút xì gà thượng hạng xa xỉ, rồi đeo đồng hồ Rolex, xài đồ tư bản không à. Rồi, xin cảm ơn các bạn vừa đã coi cái phần bình luận của mình về cái MV mới nhất của Bin Tapuet, the rapper king rap, king of rap Việt hiện nay. Một anh chàng vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt lẫn lộn trong bài hát của anh ta, và rất là nẻ. Thank you for your watching. If you like me, please subscribe. I love you. Subscribe me. Thank you. Subscribe me.